Vâng, sáng nay cũng là ngày thứ hai của năm 2024, em về được một con MBX300. Thì những con trước thì em đã giao hết cho tất cả các bác rồi, các bác chờ nhận hàng nha. Thì nay về được một con trong lô hàng ngày thứ hai của năm. Thì bác nào có nhu cầu sở hữu thì alo cho em. Đầu năm thì mình các bác được lọc lá khá là nhiều, nên là những con MBX300 hàng đẹp keng mà em tuyển chọn thì hiện tại em đang giao kìm theo lọc lá là còn 9 triệu bao ship và tặng kìm một bộ dây ba lăng. Nếu nhà nào các bác nào đã có dây ba lăng kết nối với van rồi thì mình không cần lấy dây ba lăng thì mình trừ ra 200.000 nữa. Dây đó thì em đang bán là 250.000, còn nếu các bác không lấy dây thì em trừ ra 200.000. Còn bác nào cần dây ba lăng mà hàng bãi mà ở phân khúc mình chơi hát karaoke thì cứ liên hệ cho em 250.000 một bộ nha. Còn nếu mà không lấy thì trừ trong sản phẩm là 200.000 nha. Nếu không lấy dây á, thì con này nó còn là 8 triệu 8 nha. Đấy, đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, ship con này khoảng 225.500 nữa nha các bác. Để em đã bao ship nha, nói chung là giá là 9 triệu là đã bao gồm phí ship. Bác nào cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên. Còn nhận hàng là thanh toán là 8 triệu. Máy đẹp gọi là xuất sắc luôn nha. Hàng nội địa điện 100-110 nha. Đối với em này các bác chơi full 30 rất là căng luôn, bởi vì dòng RBL nó lực đánh nó ra rất là khỏe và tiếng nó rất là sáng, tách âm cực kỳ hay. Thì RBL và QSC là một nha các bác, nhưng mà thương hiệu RBL thì nó đẳng cấp hơn một tí. Còn chất âm thì RBL và QSC khá giống nhau, còn RBL thì họ chỉ tinh chỉnh thêm một tí thôi. Phía sau mới tinh, mới xuất sắc luôn nha các bác. Đây là đường tín hiệu đầu vào. Con này thì các bác thuê dùng 6 ly hoặc là 3 lăng nha. Mắt in USA, hàng nòi, dây nguồn, trạm loa, mỏ chim bắp chuối cực kỳ xuất sắc. Chiến khoản đủ thì em bớt 200.000 nha, còn là 8 triệu 8. Đấy, chỉ có một con, bác nào mình đang chơi loa full ribe thì không nên bỏ qua nha. Con này đánh cặp full 40 515 từ neo là vô tư quá, tại vì từ neo không cần công suất lớn nên là đánh những cặp 515 rất là tuyệt vời luôn. Chơi gia đình thì vô tư chơi phòng 40m². Còn những cặp mà 30 của full ribe mà từ Furix thì con này đánh cực kỳ ngon luôn. Còn chơi boss thì các bác hai chơi hai cặp boss 301 này, hoặc là một cặp 701 kìm thêm một cặp 301, hoặc là hai cặp BMB bass 25, hoặc là một cặp 30 BMB như là cặp 1000 này, 2000 SE rồi các bác. Vẫn vô tư hết. Điện 100-110 nha các bác. Sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Vâng, đây là cấu hình bên trong, cực kỳ là mới luôn nha các bác, cực kỳ mới nha. Đây, các bác nhìn tổ nguồn này, bo mạch này, mới xuất sắc. Nó chạy là 16 sò nha các bác, 16 sò. Keng hết luôn nha, hàng nội địa các bác. Đây, còn nguyên ca chụp luôn này. Đây, mới còn nguyên ca chụp phòng volume này. Dây bị là trắng tinh luôn này, dây xoắn tròn, phần công suất để phần bo chuyển điện, điện đầu vào, tăng phô. Đấy, đặc trưng của những dòng hàng nồi là cái tăng phô nó kiểu dài nhiều quá. Dù có con khi xuất xưởng nó cũng dài luôn, nhưng con thùng xốp này nó cũng dài luôn nhiều quá. Hay các bác nhìn nó thấy con bản đặc trưng của Mỹ rồi nha. Tại vì sao? Cái thời kỳ này là họ làm thủ công và những cái tăng phô này được làm thủ công ấy nha, chứ không phải là máy móc như bây giờ đâu. Nên là các bác nào chơi đồ Mỹ quen là nhìn cái tăng phô là biết hàng nồi của Mỹ rồi. Như những con cover này, boss này, vân vân, nó đều làm tăng phô kiểu như thế này các bác. Và phía trên nó sẽ đổ một lớp keo tản nhiệt này, này có thấy không? Chứ không như những sản phẩm Nhật, nhìn đồ Nhật là nhìn cái tăng phô là biết liền các bác. Nhìn đồ Mỹ là nhìn cái tăng phô cũng biết liền luôn. Rất là mới nha, cực kỳ xuất sắc luôn á. JBL MBX300 quá đẹp nha các bác, quá đẹp. Giá là 9 triệu, chuyển khoản đủ em tính 8 triệu 8 trong đầu năm. Còn cọc tiền thì vẫn 9 triệu, cọc thì cọc 1 triệu trở lên. Nó chạy sò Motorola. Đây là hai volume Crown BSA2X nha các bác, nút nguồn 2000W nha các bác. Những con này thì cực kỳ hiếm nha, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Máy rất là mới, Crown BSA2X nha các bác. Nội địa 100,
50cm 2000W. Đây là phần tản nhiệt, đây là cái mút này, nó mục theo thời gian này các bác. Để lâu quá. Đây các bên trong. Nó sẽ có hình quạt từ nha. Là dây nguồn, cầu loa, đường tín hiệu đầu vào 6 ly và AV nha, có AV cho các bác để nghe nhạc nha. Nhưng con này nghe nhạc tiếng rất là ấm nha, đặc trưng dòng crowd cổ nòi của crowd. Con này size lớn nha các bác, size lớn nghĩa là cao khoảng 22 nha, cao 22 và ngang là 48. Thiết kế đặc trưng của dòng crowd, trắng và đen. Phía trước là thiết kế hành lang cửa sổ nha, cái tản nhiệt. Ốc em mở sẵn hết rồi nha. Đây, các bác thấy này, tất cả được lựa làm thủ công và nó sử dụng 4 bò nha, 4 bò riêng biệt. Đây các bác thấy nguyên mộc mạc nha, nguyên mộc mạc hết. Đây là những cái nhựa thông các bác, nhựa thông hồi xưa các bác. Tất cả nguyên xây từ những con sò này các bác. Tản nhiệt là tản nhiệt nhôm này, ok, hay nhôm. Bo nhận tín hiệu này các bác, sử dụng rất là nhiều IC luôn. Phần dưới là phần tăng phô và tụ nguồn. Các bác thấy nó chạy 4 vĩ nha các bác, 4 vĩ nha chứ không 2 vĩ bình thường. Nhưng con này nghe nhạc rất là hay nha. Bác nào sưu tầm được con này là không có hàng các bác. Đếm trên đầu ngón tay nha. Crowd BSA 2X nha, 2000W. Với một con đẩy vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình gọi là tuyệt vời. Nếu phục vụ các bác, các bác nghe nhạc nhiều thì các bác chọn con này. Nó vừa nghe vừa hát. Gíp loa cổ, những dòng loa mà nghe nhạc vừa có thể hát karaoke như là Boss, vân vân. Con này đánh Boss 601 thì còn là quá tuyệt vời nha. Đây là phía sau của nó nha các bác. Hay các bác thấy tem cờ nguyên không? Những con crowd mà ở thời điểm này các bác nó ra đời, tất cả đều được làm thủ công hết nha. Và các bác nhớ biết những kỹ sư mà quán crowd được làm thủ công ra những cái con như thế này thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Và những con này mang tính chất sưu tầm rất là cao quá. Tiếng nó khác những dòng crowd mà như là có cái đẩy, những cái đẩy crowd gần 2, 2, 4, 3, 6 nha các bác. Những con này tiếng rất là ấm nha. Nó thiên về nghe nhạc nhiều hơn. Và nó mang cái công suất khỏe nên là các bác có thể hát karaoke, nên nó nghe nhạc hay hơn những cái dòng crowd kia nha. Tại những cái dòng crowd mà các bác thường dùng để hát karaoke á, như là 1200, 2400, 3600, 5000 và giá nó là dòng chuyên karaoke. Còn đây là sản xuất ra để phục vụ nghe nhạc gia đình và mang công suất lên tới 2000W, nên là các bác có thể nghe nga karaoke gia đình là thoải mái. Gíp với những cặp Boss 601, 301, 701 hoặc là những dòng loa vừa nghe vừa hát của Nhật, Mỹ, Âu là các bác đã có một cái sản phẩm hỗ trợ nghe hay trưng bày cho một khách đẳng cấp. Và thứ hai là nó hiếm. Crowd BSA 2X nha các bác, bản là bản 2X không phải bản 2 trơn nha, 2X nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Sử dụng 4 bo mạch âm sắc, máy là bao zin và hoạt động hoàn hảo hết nha. Các bác thấy độ mới này, tem cờ từ khi em xuất nó còn nguyên luôn này. Đấy, còn thấy không? Model là BSA 2X nha, 2000W.